chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin FVNC ngày 5 tháng 8. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thống kê cho biết, 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 846.000 lượt, tăng hơn 41% so với tháng 7 năm ngoái. Tính chung 7 tháng năm 2016, lượng khách quốc tế tăng 24% so với cùng kỳ. Thị trường 5 nước Tây Âu được gia hạn miễn visa 1 năm tiếp tục tăng trưởng mạnh. Các thị trường khác có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, v.v. Theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2016 dự đoán sẽ đạt trên 9 triệu lượt, vượt mục tiêu 8,5 triệu lượt mà ngành du lịch đã đặt ra. Theo phản ánh của các công ty du lịch lớn, thì lượng khách tìm đến với các điểm đến tại khu vực miền Trung đang có dấu hiệu tăng trở lại sau sự cố môi trường hồi tháng 4 vừa rồi. Nhiều doanh nghiệp còn đánh giá là khu vực miền Trung, Bắc Bộ thậm chí sẽ là các tour du lịch trọng điểm dịp lễ 2 tháng 9 tới đây. Theo đại diện công ty Viettravel, những ngày đầu xảy ra sự cố môi trường tại các vùng biển miền Trung, lượng khách đăng ký đến khu vực này đã sụt giảm nghiêm trọng. Viettravel thậm chí đã phải thay đổi hành trình tour, đưa khách đến các điểm tham quan trên núi thay vì biển và thay đổi cả thực đơn các bữa ăn để du khách an tâm. Tuy nhiên đến nay, lượng khách đến với khu vực này đã có những chuyển biến rất tích cực. Cái tác động của yếu tố môi trường nó cũng chỉ là một phần thôi, mà cái lượng khách đi miền Trung trong thời điểm mùa hè của người vẫn khá là ổn. So với cùng kỳ năm trước thì trong thời điểm tháng 5 chúng tôi bị sụt giảm vì có xảy ra sự cố môi trường. Nhưng đến tháng 6 thì nó đã phục hồi và cái số liệu gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự đoán trong giai đoạn nghỉ lễ 2 tháng 9, bà Trần Thị Việt Hương, giám đốc ban tiếp thị công ty du lịch Viettravel cho biết, các tour tuyến miền Trung, miền Bắc sẽ là sản phẩm chủ lực. Do kỳ nghỉ lễ năm nay chỉ kéo dài 3 ngày nên du khách sẽ ưu tiên chọn những tour ngắn ngày. Riêng tại Viettravel, công ty đã tổ chức nhiều chuyến bay thuê bao liên chuyến đặc biệt từ các điểm đến này như Đà Nẵng, Hàn Quốc, Hà Nội, Nhật, Hà Nội, Bangkok, v.v. Dịp này, Viettravel dự kiến dành khoảng 100 tour trong và ngoài nước để giới thiệu đến du khách. Dự kiến công ty sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách lẻ trong dịp này, nghĩa là tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tháng 9 tới cũng là thời điểm diễn ra một sự kiện quan trọng của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh là hội chợ du lịch quốc tế ITE. Viettravel dự kiến sẽ mở bán khoảng 5.500 chỗ khuyến mãi trong dịp này với tổng số ngân sách giảm giá lên đến 25 tỷ đồng. Ngoài ra, du khách mua tour tại Viettravel còn được tham gia chương trình khuyến mãi hè rực rỡ 2016 với cơ hội sở hữu chuyến du lịch trị giá 0 đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều ưu đãi khác như hoàn tiền khi mua tour bằng thẻ đồng thương hiệu, giảm giá cho khách sở hữu thẻ thành viên, nhận coupon giảm giá khi mua tour lần sau. Kính thưa quý vị, nhận thấy tiềm năng tiêu thụ thủy sản chế biến ở thị trường nội địa, thì những năm gần đây không ít doanh nghiệp thủy sản có tên tuổi trong làng xuất khẩu đã tìm cách quay lại ao làng. Và không còn là những bước đi thăm dò thận trọng, các doanh nghiệp đã có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản cho chiến lược quay về khai phá thị trường hơn 90 triệu dân này. Tuy nhiên, đường về cũng không ít gian nan. Trung tuần tháng 5 vừa qua, truyền thông cả nước xôn xao với câu chuyện doanh nghiệp thủy sản trong nước bị làm khó trong đưa hàng vào hệ thống bán lẻ nước ngoài khi câu lạc bộ nội địa của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP có công văn yêu cầu hệ thống siêu thị Bixi không tăng chiết khấu trong năm 2016, đồng thời giảm chiết khấu cho doanh nghiệp. Câu chuyện tưởng mới nhưng theo VASEP chỉ là giọt nước tràn ly khi mức chiết khấu với các mặt hàng thủy sản đã liên tục tăng qua các năm, gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc tăng chiết khấu thoạt nhìn tưởng chỉ thêm gánh nặng cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng theo VASEP, cả những doanh nghiệp lớn có chân xuất khẩu chống đỡ cũng chật vật. Nếu mà chiết khấu cao, lợi nhuận cao từ những cái siêu thị thì cái giá nó sẽ khó khăn cho những cái người tiêu dùng, và đó là cái lý do mà các cái doanh nghiệp người ta vướng, là vì vào siêu thị là phải coi đến cái giá, mà giá có nhiều khi các cái doanh nghiệp mà có những cái tiêu chuẩn sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm đúng mức như vậy đó thì cái chi phí nó cao thì cái giá thành nó sẽ cao hơn, thì cái khó cạnh tranh bây giờ là khó cạnh tranh về cái giá. Dù các doanh nghiệp lớn trong câu lạc bộ nội địa của VASEP đã liên kết để đàm phán với hệ thống bán lẻ nhằm kéo giảm chiết khấu, nhưng hệ lụy của câu chuyện chiết khấu tăng không chỉ dừng lại ở đó. Tại hội thảo mới đây, bàn về nâng cao chất lượng thủy sản ở thị trường nội địa, bà Lê Thị Thanh Lâm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nội địa VASEP phản ánh đã xuất hiện tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp thủy sản trên sân nhà, mà nguyên nhân chủ yếu là do chiết khấu tăng. Đơn cử như doanh nghiệp cố tình tăng tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh hoặc sản xuất sản phẩm có thành phần không đúng như công bố nhằm mục đích kéo giá thành sản xuất xuống. Theo bà Lâm, cách làm này không chỉ giết doanh nghiệp mà còn có thể giết cả những doanh nghiệp cùng ngành. Cái mức chiết khấu quá cao
thì không thể nào có thể tồn tại và phát triển được, thì đã dẫn đến một cái tình hình là nhà sản xuất phải giảm chất lượng để mà có thể tồn tại được. Thì cái cách làm đó là một cái, theo tôi nó là một cái hình thức là mình tự giết mình. Bởi vì đến một lúc nào đó thì người tiêu dùng cũng phát hiện và chúng ta không thể tồn tại được. Nó không những ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu của doanh nghiệp đó mà nó ảnh hưởng đến cả cái ngành hàng của cả các doanh nghiệp Việt Nam khác nữa. Bà Lâm cũng nhận định đang có sự đánh đồng chất lượng, giá cả của những sản phẩm thủy sản do doanh nghiệp uy tín có kinh nghiệm xuất khẩu lâu năm với những doanh nghiệp nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu. Đối với lại kênh hiện đại thì hầu hết cái thực phẩm mà chế biến đông lạnh được chế biến từ những nhà cung cấp và có làm xuất khẩu. Do đó rằng là các cái thiết bị, các cái quản trị trong cái quá trình sản xuất thì đều đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn có những cái sản phẩm của những cái cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thì do cái điều kiện đầu tư, cái cơ sở vật chất và trong quản lý thì cũng không có được khép kín, cho nên là cái chất lượng sản phẩm nó chưa có đáp ứng được. Nhưng mà khi mà đã được phân phối vào hệ thống siêu thị thì người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được. Cũng ở góc độ người tiêu dùng, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhận định doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hiện nay quay lại thị trường nội địa không chỉ khó ở khâu tổ chức mạng lưới phân phối, chi phí logistics mà còn gặp trở ngại ở chính tâm lý của người tiêu dùng khi cho rằng hàng thủy sản ở thị trường nội địa chất lượng luôn thấp hơn xuất khẩu và giá bán thì đương nhiên phải thấp hơn. Để nâng cao giá trị thủy sản ở thị trường nội địa, minh bạch thông tin sản phẩm đến người dùng, đại diện VASEP cho rằng ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Các nhà phân phối và cơ quan quản lý nhà nước phải có kiểm tra định kỳ các cái cơ sở sản xuất mà không có đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm, không đảm bảo được cái điều kiện sản xuất, và người tiêu dùng, bản thân người tiêu dùng cũng phải hiểu và ý thức được cái việc là cái sản phẩm mà nó giá nó quá rẻ so với những cái sản phẩm mà mặt bằng sản phẩm thì những sản phẩm đó là chất lượng sẽ không an toàn. Thừa nhận các khó khăn của doanh nghiệp thủy sản khi quay lại thị trường nội địa, nhưng ông Võ Thành Đô, Cục trưởng Cục Chế biến Nông Lâm Sản và Nghề Muối cho biết thị trường đang thay đổi và còn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp. Điều này đã được chứng minh qua số liệu sản lượng thủy sản tiêu thụ tại thị trường nội địa tăng trung bình 7% một năm, giá trị tăng 14% một năm. Người tiêu dùng cũng đang rất quan tâm đến yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm và sẵn sàng chi trả cao hơn cho các mặt hàng đảm bảo yếu tố này. Do đó, không lo ngại tâm lý người dùng phân biệt đối xử với hàng nội, mà chỉ lo chất lượng hàng nội không xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp thủy sản nội địa không chỉ quan tâm cải tiến chất lượng mà nên tăng cường quảng bá để người tiêu dùng biết đến chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ sau một phiên hồi phục ngắn ngủi với mức tăng không đáng kể thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu giảm điểm trở lại với thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nếu như HNX Index của sàn Hà Nội có dấu hiệu lấy lại những gì đã mất vào cuối phiên chiều, thì VN Index tiếp tục lún sâu hơn vào sắc đỏ. Chốt ngày giao dịch cuối tuần, chỉ số đại diện sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mất hơn 0,7%, thanh khoản đạt hơn 2.100 tỷ đồng. HNX Index của sàn Hà Nội cũng góp thêm khoảng 450 tỷ, dù mất điểm không đáng kể. Cổ phiếu đang thu hút sự chú ý của thị trường là gỗ Trường Thành, tiếp tục phiên giảm sàn lần thứ 14 liên tiếp sau thông tin bất ngờ bị kiểm toán phát hiện khoản lỗ lên cả ngàn tỷ. Trong một thông tin khác tích cực hơn, cổ phiếu VIS của thép Việt Ý lại vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. Nhờ nửa đầu năm nay đã có lãi trở lại, VIS phiên này đứng giá. Về phía những cổ phiếu kìm hãm đà giảm của thị trường, có thể thấy rõ sắc xanh trên nhóm thủy sản với những cái tên như Vĩnh Hoàng, Hùng Vương hay Cửu Long An Giang. Bên cạnh đó là đà tăng dày dặc của những ngành tài chính ngân hàng với Bảo Việt Holding, Sacombank, Bảo hiểm BIC hay Bảo Minh. Sắc xanh trên các lưu chip vốn hóa lớn như Hoa Sen, Hòa Phát, FPT hay Vinamilk cũng đã cùng nhau đỡ cho VN Index một bàn thua trông thấy trong phiên ngày thứ sáu. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin bên lề mới nhất xung quanh những sự kiện quốc tế nổi bật đang diễn ra cùng biên tập viên Ngọc Quý. Xin mời chị Ngọc Quý.
Xin được cảm ơn MC Phi Yến và kính thưa quý vị, 60 tuổi chinh phục hơn 170 km trong 15 năm bằng một chiếc xe ba bánh. Đó là những gì mà chúng tôi đang nói về cụ ông Chen Quanming đến từ tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Và ông lão này vừa có mặt tại sân vận động Maracana của Brazil để chuẩn bị chào đón thời khắc khai mạc Thế vận hội Olympic Rio 2016 vào 6 giờ sáng ngày 6 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và kính thưa quý vị, điều đặc biệt là đây không phải là lần đầu tiên mà ông cụ này chinh phục một thành phố đăng cai một kỳ Olympic. Với ý tưởng ban đầu là từ năm 2001 đã chinh phục được tất cả các thành phố đăng cai các kỳ Olympic, thì trong suốt 15 năm qua, ông cụ này đã chinh phục những cái thành phố lớn đăng cai các kỳ Thế vận hội như là Bắc Kinh của Trung Quốc hay là London của nước Anh. Cụ Quanming cho biết ông và người bạn xe ba bánh của mình đã vượt qua chặng đường 50 km mỗi ngày để có thể hoàn thành giấc mơ trên. Và thưa quý vị, sau khi lưu lại Rio trong khoảng thời gian là 20 ngày thì cụ Quanming sẽ bắt đầu đạp xe để chinh phục thành phố Tokyo của Nhật Bản, nơi sẽ đăng cai kỳ Olympic năm 2020. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin nổi bật khác. Andy Murray, ngôi sao quần vợt từng giành danh hiệu vô địch Olympic cách đây 4 năm, sẽ là người đại diện đoàn thể thao Anh cầm quốc kỳ nước này tại lễ khai mạc Olympic Rio năm 2016. Murray đã được Hiệp hội Olympic Anh Quốc lựa chọn trong một danh sách rất ít những cái tên đáp ứng đủ tiêu chí, vừa là một biểu tượng thể thao của nước Anh, vừa sở hữu thành tích nổi trội trên đấu trường Olympic. Tháng trước, Murray đã bảo vệ thành công danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong năm nay và hiện chỉ đứng sau thành tích của ngôi sao quần vợt Novak Djokovic. Năm ngoái, Andy Murray cũng đã cùng với các thành viên của đội tuyển quần vợt nam mang về cho nước Anh chức vô địch Davis Cup danh giá lần đầu tiên kể từ năm 1936. Thưa quý vị, Clint Eastwood, ngôi sao Hollywood 86 tuổi, trong một bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Esquire đã công khai ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump ngồi vào chiếc ghế tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới. Là một người thẳng thắn thì diễn viên kỳ cựu của Hollywood này đã khẳng định ông nhất định sẽ ủng hộ tỷ phú Donald Trump vì ứng cử viên tổng thống còn lại, bà Hillary Clinton, chắc chắn sẽ đi vào con đường chính trị nhàm chán, chẳng khác gì đương kim tổng thống Mỹ hiện tại Barack Obama. Và diễn viên gạo cội Clint Eastwood từng là thành viên của đảng Cộng hòa, là một người thích dấn thân vào con đường chính trị. Ông này từng là thị trưởng của thành phố Carmel, bang California vào những năm 1980 của thế kỷ trước. Và ngoài diễn viên Clint Eastwood thì tỷ phú người Mỹ Donald Trump cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ khác của các tầng lớp công nhân da trắng. Ông Trump là nổi tiếng là người ủng hộ đề xuất đưa ra lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư vào nước này, thưa quý vị. Melania Trump, cựu người mẫu đồng thời cũng là người vợ thứ ba của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người dân New York trên hành trình trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ. Trong suốt nhiều tuần qua, bà Melania đã đối mặt với nhiều chất vấn xung quanh việc liệu cựu người mẫu này có phải từng là người di cư bất hợp pháp từ Slovenia đến Mỹ làm việc vào khoảng giữa những năm 1990. Tuần trước, bà Melania cũng trở thành tâm điểm soi mói của truyền thông khi trên website chính thức bà tuyên bố mình từng tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại học Ljubljana tại Slovenia, nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây, bà chỉ đề cập là mình từng theo học ngành này. Phía những người ủng hộ Melania cho rằng bà xứng đáng trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ và đó là sự tán dương dành cho những người hoạt động vì nghệ thuật. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những câu chuyện quốc tế thú vị vừa rồi và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng quay lại phim trường với MC Phi Yến. Vâng, và xin cảm ơn biên tập viên Ngọc Quý với phần cập nhật tin nhanh vừa rồi. Tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Nhà sản xuất C2 và Rồng Đỏ tuyên bố sẽ thỏa thuận bồi thường cho người tiêu dùng. Chuyên gia tin Việt Nam có tiềm năng xây dựng mô hình nền kinh tế không tạo ra chất thải.